Tập 28. Chuyện cậu ấy đi trước đó chú có biết không? Đương nhiên là tôi không biết. Nếu mà tôi biết, có thể không ngăn cản sao? Mấy người này, chả trách thánh nhân nói gỗ mục không thể điêu khắc thành. Đúng rồi, anh Trấn đi rồi, vợ cô ấy chưa đi, ở lại sinh con. Sao chú lại không ngăn cản họ lại? Sau khi họ đi rồi, sống làm sao? Cậu ấy muốn sống thế nào thì sống, không phải cháu đuổi họ đi, càng không phải chú đuổi họ đi, chính là họ đòi đi bằng được. Chú nhị thập thức, sau này cái nhà này còn ai muốn đi không? Cái này không chắc, có lẽ vẫn còn nữa. Chú nhị thập thức, cháu muốn hỏi chú một câu. Chú có đi không? Tế tử, cháu nói cái gì vậy? Chú nhị thập thức cháu là loại người gì? Chú có thể giống bọn họ được sao? Chú sinh ra ở cái nhà này, thì có chết cũng phải chết trong cái nhà này. Chú không đi đâu hết. Tế tử, tế tử, cậu chủ ngủ rồi ông à. Vậy tôi đi đi. Thuận tử, chú ấy đi rồi. Cậu chủ, cậu vẫn chưa ngủ à? Cậu vừa nói có chuyện rất quan trọng muốn nói với tôi. Chuyện gì? Là có một chuyện, nhưng mợ chủ không cho tôi nói. Nói đi. Cậu chủ, cậu chủ, cậu phải chú ý sức khỏe. Cậu chủ, theo như tiểu thuận tử thấy, mợ chủ nói cũng đúng. Tượng vàng đó ở trên đời này cũng là một tai họa, chẳng bằng thiêu nó đi. Tượng vàng nhỏ đó, cho dù có bị thiêu cháy, nhưng trong lòng người khác nó vẫn tồn tại. Chỉ cần lòng tham của con người vẫn còn, tượng vàng nhỏ này mãi mãi vẫn còn. Cậu chủ, thiêu thì thiêu đi. Cậu chủ, gọi Thuyên tử chuẩn bị ngựa, tôi muốn đi phụ Thái Nguyên. Cậu đi phụ Thái Nguyên làm gì? Tôi muốn thiêu tượng vàng nhỏ thành thổi vàng, giống chống khu chi, nhập cổ phần vào kho bạc của Hiệu Tiền Quan Sơn Tây. Bác sĩ đã nói rồi, cậu nôn cả ra máu rồi, ít nhất phải nghỉ ngơi 3 tháng. Đối với chú nhị thập thức, phần lượng bạc mà tôi và mợ chủ chia ra, phân chia thành 4 phần, 2 phần giữ lại cho bản thân, 2 phần đưa cho 2 vợ chồng nhà Ánh Anh và cả vợ của Ánh Chấn. Phải cho bọn họ biết số bạc này không phải là tiền dùng chung, là tôi và mợ chủ đã tích góp được. Vậy cậu và mợ chủ, họ muốn dùng nó để ép tôi phân chia. Nói với họ, còn lâu, không bao giờ. Mời vào trong. Đại soái, ở đây có vẻ không an toàn, chúng ta đi thôi. Không được, đã nói là gặp mặt các đảng dân quốc ở đây, không cần lo lắng. bảo vệ đại soái. Chạy đi, bảo vệ đại soái, chạy đi. Mau. Cậu không mau đi, anh muốn chết sao? Cô đi trước đi, đừng lo cho tôi. Chạy. Đại soái. Xảo cô, ở đây yểm hộ cho chị. Chị đưa đại soái rời đi. Đổ bơm một cái, mọi người phải rút lui. Đại soái, đối với trưởng Tụ Mừng và các đồng chí khác rời khỏi Bắc Kinh. Đại soái, cố gắng lên đại soái, mau đi đi. Liên lạc với Tôn tiên sinh, phải cách mạng lần hai. Đại soái, đại soái, chị cẩn thận. Xảo cô, đi. Đừng lo cho em. Chị mau đi đi. Sao chị có thể bỏ mặc em chứ? Chị nhất định phải sống. Chị sống quan trọng hơn bất cứ điều gì. Lên, mau lục soát. Nhanh lên. Chị nhất định phải sống. Em gắn lên cho chị. Ai đấy? Tôi, mau mở cửa. Cậu chủ. Cái người họ Tưởng kia không cần nước nôi gì. Ánh Du thiếu gia, cậu sao vậy? Mau chống cửa điện báo cho Ánh Tế. Nói là có người đã thích xác Trương Trấn Vũ ở Bắc Kinh. Trương Trấn Vũ là ai? Đừng hỏi nữa, mau lên. Mau, đi gửi đi. Dân, mau đi. Nghe rõ đây. Có người đã thích xác Trương Trấn Vũ ở Bắc Kinh. Đại trưởng quỹ Phan vội vàng đến tìm tôi có việc gì? Cậu chủ, mau đọc điện báo này đi. Đại trưởng quỹ Lý gửi đến. Trên điện báo có nhắc tới Trương Trấn Vũ. Có phải là Trương đại soái mà năm đó đánh nhau với quân Thanh ở Vũ Xương? Cậu chủ, không thể nào. Tuyệt đối không thể. Trương đại soái là nhân vật có công của cách mạng Tân Hợi, tổng chỉ huy của khởi nghĩa Vũ Xương. Chuyện này tuyệt đối không thể. Đại trưởng quỹ Hà, lập tức bảo thuyền tử đóng xe, tôi phải đi một chuyến. Cậu chủ, ngày mai phải nhập trú lương bạc vào kho Hiệu Tiền Quan Sơn Tây, còn phải tổ chức nghi lễ. Cậu và tuần án sứ Kim đều bắt buộc phải có mặt. Đại trưởng quỹ Phan, nói với tuần án sứ Kim, chuyện nhập cổ phần Hiệu Tiền Quan Sơn Tây quản lại. Tôi có việc gấp, phải đi rồi. Đừng quên chuyện của ông chủ với Lưu Hắc Thất năm đó. Trương đại soái không phải Lưu Hắc Thất. Trương Đại Soái là người có công lớn với cách mạng. Tôi đi Bắc Kinh không chỉ để nhận lại thi thể của ông ấy, mà còn có một việc quan trọng đang đợi tôi làm. Chuyện này so với việc nhập cổ phần Hiệu Tiền Quan Sơn Tây quan trọng hơn nhiều. Cậu chủ, Đại trưởng quỹ Phan, ông xem, nếu cậu chủ nói chuyện này quan trọng hơn, vậy thì mau chóng đi làm đi. Sáu cô, đừng ngủ. Sáu cô, đừng ngủ. Chị, xin lỗi. Sáu cô có lẽ không thể chăm sóc chị nữa rồi. Nhưng chị vẫn còn một người thân. Đi tìm anh ấy. Sáu cô hy vọng chị có thể sống hạnh phúc. Chị sẽ đi. Sáu cô, không được ngủ. Sáu cô. Cậu chủ, đi ngủ một chút đi. Đây là mấy bộ quần áo mới làm xong mà vẫn chưa kịp mặc. Chị phái một người tin cậy đem đến trạm cây thuốc Sơn Tây, phủ Thái Nguyên cho vợ Ánh Anh. Lúc chị đi, mang thêm tiền để cô ấy tiêu vặt hàng ngày. Tiểu thư, cô thật là một người tốt bụng, nghĩ mọi chuyện rất chu đáo. Cậu chủ, sao cậu lại đến đây? Vào nhà nói chuyện. Ngồi ở đây đi, tôi có việc gấp. Vâng. Rốt cuộc là có chuyện gì? Cậu thử đọc báo hôm nay. Tôi cũng vừa mới đọc xong. Trên đó nói rằng Đại Tổng thống Viên sau khi biết được chuyện này vô cùng kinh ngạc, đã hạ lệnh phía cảnh thị khu vực Bắc Kinh điều tra nghiêm khắc vụ này, truy nã hung thủ. Đúng rồi, vẫn còn một tin nữa. Di hài của Trương Đại Soái đã được nội bộ chính phụ trách tẩm liệm, chuyển về nguyên quán quê hương Hồ Bắc. Chính phủ tỉnh Hồ Bắc phụng lệnh của Đại Tổng thống Viên sẽ tổ chức quốc tang ở nguyên quán. Linh cũ của Trương Đại Soái đã rời khỏi Bắc Kinh rồi. Nhanh vậy? Đúng vậy, tôi cũng thấy làm lạ. Chính phủ dân quốc làm việc lúc nào cũng dây dưa lề mề, sao lần này lại nhanh chóng vậy? Đại trưởng quỹ Lý, sao ông biết tin Trương Đại Soái bị thích xác? Cậu chủ, đối phương này không cho tôi nói tên của cậu ta với cậu, tôi phải giữ lời. Có tên của Tưởng Tù Bân không? Có. Ở đâu? Sau khi xảy ra chuyện, trên phố có rất nhiều lời truyền miệng, nói hung thủ này vốn muốn giết Đại Soái Tưởng, kết quả lại giết Đại Soái Trương. Được rồi, bây giờ ông lập tức tìm người cho tôi muốn đi gặp Ánh Du. Để cậu đoán ra rồi sao? Không nói nhiều, nhất định anh có thể đoán ra em đến tìm anh để làm gì. 3 câu. Thứ nhất, sao anh là người đầu tiên biết được tin Trương Chánh Vũ bị thích xác? Thứ hai, việc này là ai làm? Người đằng sau sai khiến là ai? Thứ ba, Lời đồn nói bọn họ nhắm vào trưởng Tổ Bân, đánh nhầm thế nào lại giết Trương Chấn Vũ. Nhưng họ lại không hề biết Trương Chấn Vũ đến Bắc Kinh. Vậy thì có vấn đề rồi. Tại sao Trương Chấn Vũ lại đến Bắc Kinh? Ông ấy đến đây rốt cuộc làm gì? Tôi nợ cậu sao? Tại sao tôi là người biết tin đầu tiên? Điều này không thể tiết lộ. Ai làm ra chuyện này? Ai là thích khách? Ai là chủ mưu? Vậy thì cậu phải đi hỏi Cục Cảnh thị Bắc Kinh chứ. Thứ ba, đây là chuyện giữa đảng cách mạng và kẻ thù của các cậu. Tôi là một người lê la ngõ hẻm sống qua ngày, sao biết được chứ? Các cậu sẽ nói cho tôi sao? Nhưng mà tôi tận mắt nhìn thấy một việc có thể nói cậu biết. Chuyện gì? Lúc xảy ra anh ở hiện trường sao? Cậu đừng hỏi cái này. Tôi có ở hiện trường hay không không liên quan tới việc này. Nói tiếp đi. Tối hôm đó, người của các cậu, người chết không chỉ có một mình Trương Chấn Vũ, còn chết một người con gái không nhiều tuổi, rất trẻ. Cái gì? Còn chết mất một người con gái. Người con gái đó là ai? Tên là gì? Sao mà tôi biết được? Tôi chỉ biết lúc cô ấy ra từ nhà trọ vẫn còn sống, một người con gái khác cứu cô ấy, một lúc sau đưa cô ấy đi rồi. Nhưng tôi biết sau đó cô ấy chết rồi. Được rồi, về đi. Tôi cảnh cáo cậu một câu, đừng xen vào chuyện của đảng cách mạng. Anh còn biết những gì nữa? Ngày mà tưởng Tổ Bân trở về từ Sơn Tây, chúng tôi còn gặp nhau ở nhà hát Ngõ Phong Thành. Vậy đại soái Tưởng hiện giờ còn ở Bắc Kinh không? Vẫn còn. Nếu là cậu, khắp kinh thành đều là thích khách muốn tìm cậu, cậu còn không chạy đi hả? Chỗ Viên Thế Khải có một danh sách những đảng viên cách mạng bị ám sát. Anh có biết chuyện này không? Tôi không biết. Được. Em hỏi anh câu cuối cùng. Trung Quốc sẽ nổ ra cách mạng lần thứ hai thật sao? Theo cảnh tượng hỗn loạn của Trung Quốc hiện giờ, không chỉ là cách mạng lần 2, cách mạng lần 3, cách mạng lần 5 cũng coi là ít rồi. Trong quyển sách này nói rất rõ ràng. Để tôi đọc cậu nghe. Nguyên lý chủ nghĩa Marx trong này nói, tất cả vấn đề cơ bản của xã hội nhân loại đều xảy ra ở thời kỳ điều kiện giải quyết vấn đề đã chín mùi. Nhưng mà tiếng Đức này có thể cậu đọc không hiểu. Anh, cậu xin anh một việc, phiên dịch ra giúp em quyển sách này. Em muốn đọc. Chuyện nhỏ. Dù sao thì gần đây tôi cũng cùng đường bí lối. Như vậy đi, theo như quy luật của thư cục, một vạn từ một lượng. Anh, đừng hỏi tôi, tôi không biết gì hết. Mau đi cho tôi. Đa tạ, đa tạ. Cậu chủ, cậu chủ đi đâu đấy? Cậu chủ, cậu chủ, nếu không đi trạm tàu quả không kịp đâu. Cậu có thể đừng phiền tôi được không? Đại trưởng quỷ Lý này đi Cục Cảnh thị lâu như vậy rồi, sao vẫn chưa về? Cậu còn ngay ra đó làm gì? Mau đi tìm người cho tôi. Cậu chủ, cậu chủ, đại trưởng quỷ Lý về rồi. Đại trưởng quỷ Lý, cậu chủ, để cậu đợi sốt ruột rồi. Tôi khát quá. Đại trưởng Quỷ Lý, có tin tức gì mới không? Mọi việc đã làm xong rồi, các cậu có thể đi rồi. Cái gì mà việc đã làm xong rồi? Cậu xem có phải cô ấy không? Đại trưởng Quỷ Lý, chắc chắn là cô ấy sao? Người của cục cảnh thị nói người này tên là Liên Hoa. Không sai, người này không thể là cô ấy. Cậu chủ, không thể là cô ấy. Thật đấy, không thể là cô ấy. Đại trưởng Quỷ Lý, nhất định ông nhầm rồi. Cậu chủ không sai đâu. Người của cục cảnh thị nói cô ấy tên là Liên Hoa, là đảng viên đảng cách mạng nổi tiếng. Nói là thi thể của cô ấy không thể giữ lại. Giữ lại ở đây đều là tai họa, cho nên quả thiêu cô ấy rồi. Trò xương chuyển đến vào trong núi lớn ở Kinh Tây rồi, không ai biết ở đâu. Mua vé chưa? Mua thì mua rồi. Vậy mua rồi sao không bao chống đưa cậu chủ đi? Đại trưởng Quỷ Phan đang đợi ở bên đó đấy. Nói là tuần án xứ Kim phái người ở bên đó, một ngày gục đến mấy lần, đợi cậu chủ quay về đấy. Cậu chủ, hay là cậu chủ Lý đại trưởng quỷ, tôi không định về Sơn Tây nữa. Tôi ở đây thêm 2 ngày. Tôi muốn đi Tây Sơn. Đi. Truy điệu cô ấy một chút. Cậu rước quả vào thân. Cậu à, về Sơn Tây làm chuyện đại sự trước. Những chuyện này giao cho chúng tôi làm. Đợi sau khi xong những việc này rồi, người ta cũng quên chuyện về người này rồi. Cậu lại lén lút đi Bắc Kinh truy điệu cô ấy. Cậu chủ. Đại trưởng Quỷ Lý, cái người đồng đội ở bên cô ấy tên Xảo Cô. Người của cục cảnh thị nói hướng đi của người đồng đội đó không rõ, nói có khả năng xuống Giang Nam rồi. Hiện tại toàn quốc đang truy nã. Cậu chủ, chúng ta nên đi rồi, lát nữa là không kịp đâu. Vậy mau đi đóng xe, đưa cậu chủ đi trạm tàu hỏa. Mau lên. Cậu chủ đi. Bên này, phòng bên trong nhất. Cậu chủ, đưa cậu đến nơi rồi. Vậy tôi về trước đây. Đại trưởng Quỷ Lý, có một chuyện tôi phải cầu xin ông làm giúp tôi. Cậu chủ, cậu nói đi. Người nữ đảng viên cách mạng đi theo Liên Hoa, cô ấy tên Xảo Cô. Tôi muốn biết tung tích của cô ấy. Cậu chủ, cậu yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng hết sức. Đi đây. Cậu chủ, còn một chuyện nữa. Chuyện chúng ta tiếp nhận Quảng Thành Nguyên có chút phiền phức. Sao rồi? Cục cảnh thị phía Kinh Đô vốn dĩ đã rất vui, đột nhiên thay đổi chiều hướng rồi. Đó là Bộ Tài chính muốn nhúng tay vào. Bộ Tài chính? Người của Bộ Tài chính tiết lộ cho tôi chiều hướng, nói cậu đường quang minh chính đại thì không đi. Họ muốn tôi phối hợp với đại quan của Bộ Tài chính để tôi trực tiếp tìm Viên Thế Khải. E rằng chính ý này. Chuyện này trước đây đã có người nói với tôi, bị tôi từ chối. Được. Vậy bước tiếp theo đi thế nào? Cậu cùng với đại trưởng Quỷ Phan, hai người quyết định. Người tiễn hành khách xin xuống xe. Người tiễn hành khách xin xuống xe. Cậu chủ, vậy tôi đi trước đây. Người tiễn hành khách xin xuống xe. Vâng, tôi tiễn ông. Người tiễn hành khách xin xuống xe. Cậu chủ, vẫn còn một việc tôi chưa nói với cậu. Đại soái Tưởng Tổ Bân mà cậu tìm hiện tại đang ở Pháp Tô Giới, ở Thiên Tân. Sao bây giờ ông mới nói cho tôi biết? Tôi sợ nói quá sớm với cậu, cậu không về Sơn Tây nữa. Tôi đi trước đây. Mau xuống xe đi. Tàu hỏa chuẩn bị chạy rồi. Đại nhân, Dương Nhất Đao đến rồi. Đến rồi, đến rồi. Vọng Thực, mời ngồi. Nhất Đao huynh đệ, đây là Kim đại nhân. Bao bái kiến Kim đại nhân đi. Tiểu nhân Dương Nhất Đao bái kiến đại nhân. Đứng lên, đứng lên. Đã đến thời dân quốc rồi, không cần như vậy, đứng lên đi. Tạ đại nhân. Cậu là Dương Nhất Đao thật sao? Vâng, tiểu nhân đích thực là Dương Nhất Đao. Tôi... Dương Nhất Đao, tôi hỏi cậu, trên mặt cậu là chuyện gì vậy? Đại nhân xin đừng hỏi, tiểu nhân không muốn nói. Người này đến một chút cũng không muốn cho bổn quan biết. Tôi thật không dám dùng cậu ta. Đuổi ra ngoài. Đại nhân, tôi nói, tôi nói, việc này nói ra thì mất mặt. Mấy ngày trước quan phủ đến sơn trại của tiểu nhân đánh dẹp, bắn một phát đạn. Lúc đó tiểu nhân đang ăn bánh chiên ở nồi dầu, không ngờ quả bom này lại rơi trúng vào nồi dầu. Thế là mặt của tiểu nhân liền biến thành như thế này. Cái này, đừng bắn động, đừng. Anh hùng dừng tay, anh hùng dừng tay, dừng tay, anh hùng dừng tay. Cáo từ, đứng lại. Đây là nha môn, mặc dù là dân quốc nhưng phòng bị nghiêm ngặt. Cho rằng bước vào thuận lợi thì có thể bước ra thuận lợi sao? Đại nhân quá xem thường tiểu nhân rồi. Nếu tiểu nhân muốn ra ngoài, bất cứ ai cũng không cản được. Thôi đi, thôi đi. Vọng Thực, Kim Bảo, anh hùng Dương, trở về đi. Nào anh hùng Dương. Dương Nhất Đao, có biết tôi muốn phái cậu đi làm gì không? Biết. Hai đại nhân trông coi kho bạc Hiệu Tiền Quan Sơn Tây. Bổn quan muốn để cậu làm gì, làm thế nào, Thôi tiên sinh đã nói với cậu chưa? Nói rồi. Chỉ cần đại nhân hạ lệnh thì tuyệt đối sẽ không để lọt ra ngoài một lượng bạc trong kho bạc. Còn nữa không? Lượng bạc của Hiệu Tiền Quan Sơn Tây chính là mạng của đại nhân. Bảo vệ bạc chính là bảo vệ mạng của đại nhân. Nói láo. Anh hùng Dương, sai rồi, sai rồi. Bảo vệ bạc của Hiệu Tiền Quan Sơn Tây chính là bảo vệ cái mạng của anh. Nếu không thì đại nhân sẽ thông qua đại tổng thống Viên ở toàn quốc truy nã anh, bắn chết anh. Có chuyện như thế sao? Cứ nói như vậy đi. Đi đi. Nói về việc khai trương nghi thức Hiệu Tiền Quan ngày mai. Đại nhân, ngài yên tâm. Đảm bảo ngày mai lúc ngài tới nơi, múa trống cô chiên mở đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt. Nghe ta dặn đi, ngày mai bảo Dương Nhất Đao từ ngoài nhạn môn quan dẫn theo thủ phỉ toàn bộ giả trang thành cảnh sát, đến bên ngoài Hiệu Tiền Quan đứng đó. Vọng thực, cậu làm đội trưởng thị vệ, cậu còn phải làm tổng đội trưởng cảnh sát toàn Sơn Tây. Đại nhân, tôi thấy cậu đừng nhìn anh cậu. Lần này tôi dùng cậu, không dùng anh cậu. Một là vì anh cậu còn việc phải làm quan trọng cho tôi, hai là trong chuyện này tôi tin tưởng cậu hơn, chứ không phải anh của cậu. Cung hỉ, chung vui, qua gên, cung hỉ, chung vui. Cảm ơn. Cung hỉ, kinh doanh phát đạt. Cung hỉ cậu chủ Kiều, khai nghiệp đại cát. Cung hỉ, chúc mừng cậu nhé. Bao dây họ lại. Chuyện gì vậy? Đây là chuyện gì vậy? Sao cảnh sát lại đến đây? Có chuyện gì thế? Xảy ra chuyện gì vậy? Quay lại. Thật vô lý. Chúng tôi không phạm pháp. Đừng nhiều lời. Quay lại. Đại trưởng Quỷ Phan, sao lại có nhiều cảnh sát thế này? Tôi vừa mới biết. Ông biết chuyện này sao lại không có ai nói cho tôi? Hiệu Tiền Quan Sơn Tây lại dẫn quan binh. Mặc dù hôm nay quan phủ không đảm bảo nhập tiền vào kho bạc, nhưng trong số đó có lợi ích rất lớn của họ. Bọn họ bảo cảnh sát đến hiện trường đứng gác. Vậy được thôi. Ngày trước không phải cậu mất tiền cũng không mời được sao? Chủ tịch, cậu nhìn bên kia, đội quân nhạc đến rồi. Ông xem. Mau, đại bác cũng đến rồi. Mang cả đại bác đến. Giỏi, giỏi thật đấy, giỏi quá. Đầy đủ thật. Còn có cả xe pháo nữa. Tuần án Xứ Kim còn nói Hiệu Tiền Quan khai trương phải nổ pháo 11 phát. Cậu chẳng phải cũng thích quan binh hay sao? Kim Dũng đại nhân đến. Kim đại nhân đến rồi. Được rồi, chủ tịch, xuống dưới nghênh đón đi. Phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Tuần án Xứ Kim. Kim đại nhân đến rồi, thật không ngờ. Không phải rồi cô chủ Kiều, bây giờ là dân quốc rồi. Không phải đại nhân, là tuần án sứ. Mời. Thời gian đến rồi. Bẩm đại nhân, thời gian sắp đến rồi. Nghi thức tiếp theo là dán biển hiệu. Mục thứ nhất là tuyên bố nghi thức bắt đầu. Mục thứ hai mới là dán biển hiệu. Vậy tuyên bố thôi. Nếu đã không có ai dẫn thì tôi làm dẫn vậy. các vị khách mời, các vị phóng viên, đợi đã. Sao vậy cô chủ Kiều? Theo như quy định, sau nghi thức dán biển hiệu là kênh đón xe bạc vào kho. Nhưng những bạc này hiện tại vẫn đang trên đường. Sắp xếp kiểu gì vậy? Để đợi bạc của Kiều gia, bổn quan vẫn còn phải đứng đây để đợi sao? Ánh Tế không dám. Nếu đại nhân mệt quá, có thể về phòng khách trước để nghỉ ngơi. Nếu như công việc bận rộn, có thể về nha môn trước để xử lý công vụ. Theo như chương trình, chuyện dán biển hiệu là giao cho hội chủ tịch phụ trách. Đại nhân có thể không cần xuất hiện. Kim đại nhân, xin mời. Cậu chủ Kiều, cậu đang hạ lệnh đuổi khách sao? Đại nhân, tôi thực sự cảm thấy ngài không thích hợp đứng đây. Nếu như vậy, những thương nhân Sơn Tây thật không dám nhập cổ phần vào Hiệu Tiền Quan Sơn Tây rồi. Tại sao? Trước nay Tấn Thương có quy định không bao giờ giao du với quan phủ. Nếu ngài hy vọng sau khi Hiệu Tiền Quan Sơn Tây khai trương có thể ngày ngày hốt bạc, vậy thì mời ngài rời khỏi đây ngay lập tức. Đại nhân, không thể cứ như vậy đi được. Kiều Ánh Tế, nếu Kim đại nhân đã đến thì không thể dễ dàng đi như vậy được. Đương nhiên rồi, đại nhân đã đến rồi, sao có thể đến uổng phí chứ? Thuyên tử, đem bệ giỏ hoa lên. Các vị khách mời, đây là gì vậy? Hôm nay tuần án xứ Kim vì khai trương Hiệu Tiền Quan Sơn Tây đặc biệt tặng đến một giỏ hoa. Được, được. Được, được. Nhưng công việc đầy mình, bắt buộc phải rời khỏi. Mọi người tiễn tuần án xứ Kim. Được. Đại chứng quỷ Phan, thay tôi tiễn đại nhân. Tuần án xứ Kim, nếu đã công việc bận bịu thì xin mời. Cậu xem cậu chủ Kiều giỏi không? Cậu ấy bảo người ta đi là phải đi liền. Đúng vậy. Anh cần biết, ông ấy mới là chủ nhân ở đây. Thôi giọng bách, nếu như tôi nhớ không nhầm, trên danh sách được mời hình như không có tên của anh thì phải. À đúng rồi, anh không phải cùng đến với Kim đại nhân sao? Vậy thì mau chóng mà trở về Kim đại nhân đi. Anh sẽ hối hận Kiều Ánh Tế. Đợi đã, đừng đi như vậy. Đem mấy xe pháo, cảnh sát, còn cả đội vàng, đem đi hết đi. Đến trưa Kiều gia nhà chúng tôi không quản được đâu. Giọng thực, đem đội quân nhạc của cậu, xe pháo mang hết đi. Để một mình hắn ở đây diễn đơn độc đi. Kim đại nhân, đi từ từ. Nói lời có trọng lượng. Xem ra Hiệu Tiền Quan Sơn Tây vẫn là của thương dân chúng ta. Đúng đấy, đem tiền gửi vào, chúng ta có thể yên tâm rồi, không liên quan gì đến nhà quan. Đại bác cũng mang đi rồi. Đại bác mang đi rồi. Đội quân nhạc cũng đi rồi. Cậu chủ Kiều này thật là khiến cho thương nhân chúng ta nở mặt nở mày. Tốt lắm, tốt lắm. Cậu chủ Kiều khiến cho thương dân chúng ta nở mặt nở mày. Tấu nhạc. Sao cậu lại cắt tóc? Không phải là Hiệu Tiền Quan Sơn Tây khai trương sao? Đừng có vui vẻ, tôi có một việc quan trọng giao cho cậu. Có dám làm không? Dám chứ. Chỉ cần việc cậu chủ giao cho Tiểu Thuyên, Tiểu Thuyên đều dám nhận. Tôi muốn cậu giúp tôi. Trong tôi kho bạc Hiệu Tiền Quan Sơn Tây, bên phía Kim Dung xuất hiện một người, bên tôi cũng ra một người, song bảo hiểm. Yên tâm, cứ giao cho tôi. Vất vả rồi. Đại trưởng quỹ Phan, xem ra tôi không thể để Thôi Giọng Bách đi. Anh ta là người chủ trì giám sát, tôi quên mất luôn. Cậu chủ Kiều, cái này không cần đâu. Tuần án xứ Kim đã thay đổi chủ ý rồi. Cái người chủ trì giám sát sự kiện này cũng để tôi thay mặt. Chủ ý này của tuần án xứ Kim đưa ra đúng là không tồi. Phó chủ tịch mau chóng chủ trì đi. Vâng. Mọi người xin yên lặng một chút. Xin yên lặng đi. Các vị khách mời, các vị phóng viên, nghi thức dán biển hiệu của Hiệu Tiền Quan Sơn Tây hiện tại bắt đầu. Đầu tiên, mời chủ tịch của chúng ta Kiều Ánh Tế tiên sinh, giám đốc Phan Di Kim tiên sinh dán biển hiệu cho Hiệu Tiền Quan Sơn Tây. Được. Cung hỉ cậu chủ Kiều. Tốt lắm, tốt lắm. Cung hỉ cậu chủ Kiều. Ngày ngày hốt bạc.